chào quý vị và các bạn, đây là chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của kênh YouTube Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Ông Donald Trump tuyên bố vang Florida sau khi tái đắc cử. Ông Donald Trump đã có bài phát biểu đầu tiên sau khi các cơ quan truyền thông gọi tên ông là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Xuất hiện tại trung tâm hội nghị Palm Beach ở bang Florida lúc rạng sáng mùng 6 tháng 11 giờ miền Đông nước Mỹ, tương ứng buổi chiều cùng ngày theo giờ Việt Nam. Ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Bài phát biểu của ông Trump bắt đầu chỉ hơn nửa giờ sau khi Fox News dự đoán rằng ông đã đánh bại ứng cử viên Đảng Dân chủ Kamala Harris. Ông Trump đã xuất hiện trên sân khấu cùng với gia đình và người bạn đồng hành tranh cử, ứng viên phó tổng thống J.D. Vance. Nước Mỹ đã trao cho chúng ta một nhiệm vụ chưa từng có và mạnh mẽ, ông Trump khẳng định giữa tiếng reo hò ủng hộ của đám đông tại Palm Beach. Hầu hết các cơ quan báo đài tại Mỹ đã khẳng định ông Trump giành được chiến thắng ở các tiểu bang chiến trường Pennsylvania, Bắc Carolina và Georgia và dẫn đầu ở 4 tiểu bang còn lại, theo Edison Research. Tuy vậy, hiện mới có Fox News gọi tên ông là người chiến thắng ở bang chiến trường Wisconsin, nơi số phiếu được kiểm đã hơn 90% và ông Trump đang giữ cách biệt với bà Harris hơn 122.000 phiếu. Bà Harris chưa có phát biểu gì, trong khi đám đông lớn những người ủng hộ bà đã tụ tập tại Đại học Howard, nơi bà từng theo học. Đồng chủ tịch chiến dịch của bà, ông Cedric Richmond, đã có bài phát biểu ngắn gọn trước đám đông sau nửa đêm, nói rằng Harris sẽ phát biểu trước công chúng trong ngày 6 tháng 11 giờ địa phương. Chúng tôi vẫn còn phải chờ kiểm phiếu, ông nói. Ông Trump chiến thắng nghẹt thở trước bà Harris, trở thành chủ nhân Nhà Trắng. Fox News vừa gọi tên ông Donald Trump ở bang chiến trường Wisconsin, đồng thời khiến ông đạt số tổng số phiếu là 277, vượt quá mốc cần thiết để chiến thắng là 270. Bà Harris hiện vẫn giữ 226 phiếu. Ngoài Fox News, các cơ quan truyền thông lớn khác của Mỹ vẫn chưa gọi tên người chiến thắng. Dự phóng một số hãng tin và báo khác, Reuters, ông Trump 246, bà Harris 194, AP, ông Trump 248, bà Harris 214, CNN, ông Trump 246, bà Harris 187. Fox News gửi tên bà Harris ở Minnesota. Với 10 phiếu đề cử tri từ bang Minnesota, bà Harris hiện có 226 phiếu, trong khi ông Donald Trump đang có 267 phiếu. Trong số các bang còn lại, các bang chiến trường Wisconsin đã kiểm được gần 88% số phiếu. Ông Trump hiện đang chiếm lợi thế ở đây với cách biệt hơn 4 điểm phần trăm. Ông Trump cũng đang dẫn trước ở các bang Michigan, Nevada, Arizona và Alaska, những nơi có số phiếu bầu đã kiểm mới chỉ đạt 25-75%. Trước đó, bà Harris đã thắng ở bang New Mexico. Phó Tổng thống Kamala Harris giành chiến thắng ở bang New Mexico với 5 phiếu đại cử tri, theo CNN. Theo đài CNN, cựu Tổng thống Donald Trump sẽ giành chiến thắng tại bang chiến trường quan trọng Georgia với 16 phiếu đại cử tri. Đây là bang chiến trường thứ hai về tay ông Trump sau bang Bắc Carolina. Cử tri Mỹ un un kéo đến các phòng phiếu, ông Trump tự tin về chiến thắng. Cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử năm 2024 từ sáng sớm ngày bầu cử mùng 5 tháng 11 giờ địa phương, trong đó thu hút nhất là cuộc đua vào Nhà Trắng. Tại cuộc đua năm nay, ông Trump tự tin rằng ông sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống, viện dẫn lợi thế lớn của mình so với bà Harris trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với ABC News ngày 3 tháng 11 giờ địa phương, vị cựu Tổng thống đã thừa nhận rằng điều xấu có thể xảy ra và ông vẫn có thể thất bại. Tuy nhiên, trước giờ bỏ phiếu, tỷ lệ đánh cược khả năng đắc của ông Trump và bà Harris rất xích sao. Dự báo người chiến thắng của chuyên gia hàng đầu. Nhà dự báo hàng đầu Nate Silver đã công bố dự báo bầu cử cuối cùng của mình vào đêm 4 tháng 11 giờ địa phương. Ông cho biết bà Harris sẽ giành chiến thắng 40.012 lần trên tổng số 80.000 lần mô phỏng, tương đương với tỷ lệ 50,015%. Các cuộc khảo sát được công bố vào ngày 4 tháng 11 cho thấy bà Harris đang dẫn trước một cách xích sao ở bang Michigan nhưng lại hòa ông Trump ở Pennsylvania và các bang chiến trường quan trọng khác. Ông Silver đã xây dựng được danh tiếng dự báo khi gọi đúng tên người chiến thắng tại 49 trên 50 bang trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2008. Ông cũng dự đoán kết quả của các cuộc bầu cử năm 2012 và 2020. Tuy nhiên, vào năm 2016, ông chỉ cho ông Trump 28,6% cơ hội giành chiến thắng. Nhưng cuối cùng, tỷ phú bất động sản lại trở thành tổng thống.
Mưa bão tấn công nhiều bang chiến trường. Một số bang chiến trường quan trọng đang phải hứng chịu đợt không khí lạnh mạnh vào ngày bầu cử, mang theo lượng mưa lớn và bão dữ dội, theo đài CNN. Mưa lớn nhất đang rơi từ miền đông Texas tới biên giới Missouri, Illinois, trong đó có thành phố St. Louis ở Missouri. Các cơn bão di chuyển chậm cũng đang hoành hành trên các khu vực tương tự, mang đến nhiều cảnh báo lũ quét gây nguy hiểm đến tính mạng. Những cơn mưa lớn tiếp tục di chuyển chậm về phía đông, nhưng thời tiết ở các khu vực đã bớt mưa vẫn có thể ảnh hưởng đến những cử tri đang cố gắng ra ngoài và bỏ phiếu vào sáng sớm. Hệ thống thời tiết này sẽ tiếp tục mang theo mưa rào đến Minnesota và các bang chiến trường Wisconsin, Michigan, xuống phía nam đến Louisiana. Trong các cuộc bầu cử trước, mưa lớn có thể làm giảm nhẹ tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu. Wisconsin dường như có thời tiết tồi tệ nhất trong số 7 bang chiến trường. Tại bang này, Trung tâm Dự báo Bão của Mỹ đưa ra mối đe dọa bão nghiêm trọng cấp 1, thang bão Saffir-Simpson, tương ứng cấp 12 đến đầu cấp 14, theo thang sức gió Beaufort mở rộng Việt Nam sử dụng. Mưa rào trên diện rộng và thậm chí dông bão có thể tạo ra gió giật riêng lẻ và cả một cơn lốc xoáy ngắn. Lượng mưa lớn nhất sẽ tấn công khu vực phía đông Texas đến miền nam Indiana. Thăm dò trước giờ gờ bầu cử Mỹ, ông Trump nổi giận, thất vọng trước sự lấn át của bà Harris. Chỉ còn ít giờ nữa, tân chủ nhân Nhà Trắng sẽ lộ diện. Cuộc rượt đuổi xích sao giữa hai ứng viên sáng giá là ông Trump và bà Harris đang nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Theo các nguồn tin nói với CNN, cuộc thăm dò mới nhất của Des Moines Register và Mediacom đã khiến ông Trump tức giận và cho rằng các kết quả này không bao giờ nên được công bố. Các nguồn tin này cũng cho hay các cố vấn của ông Trump đã tìm cách đảm bảo với ông rằng cuộc khảo sát này không chính xác, chỉ trích nó là quá xa vời hay chỉ là một ngoại lệ. Cuộc thăm dò nói trên khảo sát riêng phụ nữ ở bang Iowa, kết quả là có tới 56% ủng hộ bà Harris, nhưng chỉ 36% ủng hộ ông Trump. Hôm 3 tháng 11, ông Trump đã công khai bày tỏ lời phàn nàn trên mạng xã hội của mình. Không có tổng thống nào làm được nhiều hơn cho nông dân và tiểu bang Iowa vĩ đại hơn Donald Trump. Thực tế là không có gì gần bằng, ông viết trên Truth Social. Cựu tổng thống không nêu tên cụ thể các đơn vị thăm dò, nhưng đề cập đến một cuộc thăm dò thiên về phía đảng Dân Chủ do một người ghét Trump thực hiện và cho rằng nó sai hoàn toàn. Cũng trong ngày 3 tháng 11, ông Trump đã có động thái cuối cùng để vận động sự ủng hộ tại bang Pennsylvania, tiểu bang có nhiều phiếu đại cử tri nhất trong 7 bang chiến trường, với khá nhiều lời công kích mạnh mẽ nhắm vào đối thủ. Phát biểu tại cuộc meeting ở Pennsylvania, ông Trump tuyên bố rất nhiều người gian dối đang cố gắng đánh cắp kết quả bầu cử. Theo truyền thông Mỹ, ông Trump dường như đề cập thông tin một số văn phòng bầu cử ở Pennsylvania kéo dài giờ làm việc vào cuối tuần để cử tri có thể kịp gửi phiếu bầu qua thư. Tuy nhiên, ông không đưa ra bằng chứng cụ thể nào. Đây cũng là bài phát biểu cuối cùng của ông Trump trong loạt chiến dịch tập trung vào 3 tiểu bang chiến trường ngay trước thềm ngày bầu cử là Pennsylvania, Georgia, Bắc Carolina. Cùng ngày, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có bài phát biểu bế mạc cho chiến dịch tranh cử tại một nhà thờ lịch sử của người da màu ở bang chiến trường Michigan. Tại đây, bà Harris gọi các cáo buộc gian lận bầu cử của đối thủ là nỗ lực nhằm khiến mọi người cảm thấy phiếu bầu của mình không quan trọng. Các hệ thống được sử dụng trong cuộc bầu cử năm nay đều minh bạch. Người dân sẽ quyết định kết quả cuộc bầu cử, bà nhấn mạnh. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy hai ứng viên này đang bám đuổi nhau rất sát sao. Trong khi đó, bà Harris nhận được hỗ trợ bởi sự ủng hộ mạnh mẽ của các cử tri nữ, trong khi ông Trump giành được sự ủng hộ của các cử tri gốc Tây Ban Nha, đặc biệt là nam giới. Hơn 76 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm trước ngày bầu cử 5 tháng 11. Theo phòng thí nghiệm bầu cử của Đại học Florida, Bắc Carolina, một tiểu bang dao động khác, báo cáo đã lập kỷ lục khi thời gian bỏ phiếu sớm kết thúc vào ngày 2 tháng 11. Trước đó, ông Trump dường như tuyên bố thắng sớm, bỏ xa bà Harris. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trong ngày qua của Báo Người Lao Động. Đừng quên theo dõi kênh YouTube Báo Người Lao Động. Chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị!